Ba chưa đi à? Mẹ đợi chú Lưu đi cùng. Cứ nghĩ lúc bà Lục bà còn sống ấy, bà nằm ngủ trong quan tài, giờ sang đấy mẹ sợ lắm, sợ hết cả người ra con ạ. Con eo ơi, sao tự nhiên dở yếu bóng vía thế nhá? Con đừng dọa mẹ như thế. Ba chờ con tí nhá. Này, bà cầm cái nhánh tỏi và để trong người ấy, không phải lo. Mà bà Lục bà ấy dọa ai, riêng bà con khẳng định không bao giờ dọa luôn. Ta ấy quý bà thế cơ mà. Ừ, ai lại nỡ lòng nào đi dọa bản thân con nhỉ? Vâng. Mẹ sang đấy nhá. Vâng, bà đi đi. Ơ, sao bà còn ở đấy? Tưởng về quê rồi cơ mà. Tôi về quê rồi, nhưng có bà bạn thân mới mất nên thắp hương cho bà ấy, xong rồi tôi lại về quê ngay mà. Ừ, nên thế. Vâng. anh mua quà sáng cho em này. Mẹ cứ ở đây. Không phải đi đâu cả. Không cần phải giấu nữa. Anh Nghĩa ơi. Con ơi, đừng. Là em đón bà lên đây, em muốn bà ở với em. Anh tưởng là anh với em đã thống nhất rồi cơ mà. Chắc là em ngại gì. Để cho anh. Anh à, thưa cụ, trước mặt cụ với Luyến đây, tôi sẽ tuyên bố lại là tôi sẽ cưới Luyến, và tôi sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi cho Luyến. Sống với tôi, Luyến sẽ không thiếu một thứ gì cả. Luyến, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh không chấp nhận nuôi mẹ của chồng cũ đâu ạ. Anh Nghĩa, cụ nghe đã hiểu chưa? Tôi hiểu rõ rồi ạ. Thấy chưa, nói cụ hiểu luôn. Mà anh nói thật, những cái gì nó qua rồi thì cho nó qua, níu kéo mãi làm cái gì. Anh vào đây một chuyện. Cứ thế nhá. Luyến này, cuộc đời của em ấy thì em phải nắm lấy, đừng vì người ngoài. Có phải là người ngoài đâu anh, là mẹ em mà. Con mà là cái nợ đời. Anh xin lỗi, anh bị tình cảm nó chi phối. Luyến, anh yêu em, thương em, chiều em. Nhưng chỉ duy nhất một mình em thôi, tình yêu của anh ạ. Nhưng em không thể sống cho một mình em được. Em còn có anh, rồi chúng ta còn có con có cái. Không lẽ em vì cái bà cụ đấy mà em cam lòng đánh mất anh à? Từ trước đến giờ anh chả có gì ngoài tiền. Bây giờ anh lại có cả em nữa. Tiền của anh tức là tiền của em đấy Luyến ạ. À, anh nghĩ lại đi. Em chỉ có mỗi mình mẹ thôi mà. Không được. Muốn bắt được con cá quả ấy, thì phải biết thả con nhái bén. Mẹ chồng làm cái gì đấy rất là hãm. Ôi, sao thế, sao thế? Trời à, để anh đổi cho em, anh đánh cho em một cái nhẫn khác to hơn nhá. Em gửi lại anh, chắc là em với anh không thể tiến xa hơn nữa đâu. Em cũng mong anh sớm tìm được người phù hợp để anh lấy làm vợ. Chị em còn vướng bận đèo bỏng thế này, khó lắm anh ạ. Quan điểm của anh cũng rất rõ ràng rồi. Anh lấy vợ chứ không phải là anh lấy nợ. Nếu mà em cứ quyết tâm ôm cái cục nợ ấy thì có lẽ chúng ta phải nghĩ lại.